cái gốc ấy nè. Đây là cái cành cành trước đó, thì bây giờ chúng ta sẽ này nó không có chia tàn nhiều quá, thì chúng ta sẽ bấm ngay đây, chúng ta bấm xéo ha bà con ha. Chúng ta bấm ngay đây để chúng ta bỏ cái này để kích thích cho cái đọt này nó lên lại ha bà con ha. Kích thích cho cái đọt này nó lên. Chẳng hạn như cái cành này cũng vậy nè bà con. Hiện tại bây giờ cái cành này một này cành này nó rũ nè, nó không tốt thì chúng vất vả lắm mới tới được anh em. Hello Nhưng quý mà bà ở đây thì con. nó nghịch đường, nó chẹo. Hello quý bà con, hiện tại bây giờ Quanh đang có mặt tại vườn khu vườn lụa đỏ Ấn Độ của anh Tơ với chị ở tại Đồng Tháp. Thiệt sự là anh em của bên Quanh, anh Tơ cũng vừa nói là rất là vất vả để vô đây, ảnh còn không nhớ, ổng mới mua đất này luôn, ổng không nhớ được nay xả gì, trời ơi đi tìm muốn chết. Hồi nãy em đi cái đường nhỏ mà dạo vòng 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 mà để đó lỡ mà có mang bò chắc đẻ luôn ấy. Đừng có năm tâm năm ở đây, đừng đi tắt đường, đừng có có qua Dạ nhà mà tại giờ chạy vòng vòng. dạ rất là vất vả để anh em của siêu thị cây giống có mặt ở tại vườn lựu của anh Tơ và chị Chỉ. Và cái vườn lựu này thì do siêu thị cây giống cung cấp, và hiện tại bây giờ trồng được khoảng hơn 3 tháng và sử dụng hoàn toàn đó là trico humic với lại humic Hoa Kỳ tưới ở dưới gốc và ở trên là tưới siêu vọt đọt, và bà con có thể thấy là cây nó đang phát triển rất là mạnh. Và hôm nay thì Quanh sẽ chia sẻ với quý bà con một vài cái quy trình về cắt tỉa nhánh lựu để cho giúp cho cây lựu của chúng ta nó bung tàn mạnh hơn. Rồi sau đó chiều chúng ta sẽ phun phiêu diệt đọt và tưới tưới gốc ha bà con ha. Thì chẳng hạn như cây này thì anh Tơ anh cũng hơi kỹ, thì anh có một cái sợi dây ở đây để anh ràng lại, anh sợ nhánh nó quật quào quật quẹo đó, thì chúng ta cũng không nên làm cho cái cây nó như vậy ha, nó sẽ làm cho cây nó ấy nó hạn chế cái sự bung tàn, nó kiểu như nó bị kìm hãm á. Còn hạn như cái nhánh này bà con muốn dưỡng cho nó cao lên đó, thì bà con có thể hỗ trợ cho nó là lấy cái cây cẩm phía bên ngoài để dựng dưỡng cái bạn này lên, để cho bạn này trở thành đọt chính ha, cho bạn này bắt đầu chia cành như vậy thì những tai chi này nữa sau này nó khỏe nó mạnh, nó sẽ là cành mang trái. Còn đối với cái này, đây là cái gốc ấy nè, đây là cái cành cành trước đó, thì bây giờ chúng ta sẽ này nó không có chia tàn nhiều quá, thì chúng ta sẽ bấm ngay đây, chúng ta bấm xéo ha bà con ha. Chúng ta bấm ngay đây để chúng ta bỏ cái này để kích thích cho cái đọt này nó lên lại ha bà con ha. Kích thích cho cái đọt này nó lên. Chẳng hạn như cái cành này cũng vậy nè bà con. Hiện tại bây giờ cái cành này một này cành này nó rũ nè, nó không tốt thì chúng ta cũng bấm ngay chỗ này. Bỏ cái nhánh này đi ha. Rồi sau đó chúng ta cũng tương tự chúng ta làm cho cái cành bên này. Đó. Ha. Rồi cành này cũng vậy. Bà con khi bà con bấm như vậy, chúng ta sẽ khi mà chúng ta phun siêu giọt đọt và tưới cái dinh dưỡng ở phía dưới, nó sẽ kích thích những cái này, nó sẽ bắt đầu nó nhảy nhánh ra và sẽ bung cái tàn tròn. Ha. Còn hạn như nhánh này bà con muốn đỡ lên thì chúng ta sẽ ở phía bên ngoài, chúng ta không có đỡ bên trong để cho cây lựu của mình nó bung ra. Bà con thấy cây lựu nè, lựu đỏ Ấn Độ nè. Chị ơi, kiểm tra bộ rễ giùm anh luôn. Bộ đỏ Ấn Độ là cái chồi nó rất là ok nè bà con ha. Đó. Chồi tược nó có cái sắc tố đỏ rất là đẹp ha. Đi cào thử bộ rễ thử. Để Quanh cũng sẵn cái cây này thì bây giờ Quanh nghĩ là cũng hết gió mái rồi, chúng ta cũng không kìm hãm. Và con lưu ý ha, chúng ta không kìm hãm của cái cây khi nó lớn rồi thì chúng ta không có kìm hãm nó nữa. Còn hạn hàng những cái tược như này bà con có thể để hoặc bà con có thể cắt tùy. Và theo Quanh thì bà con cũng nên cắt tỉa đi để cho cái gốc nó thông thoáng, chúng ta tập trung cho những cành ở phía trên đi. Đó. Rồi, cho từ từ cái khúc này chúng ta lấy cành lên, tập trung cho cái cành phía trên ha. Nó đâm vào đây nè. Rồi, bộ rễ cây tốt quá ha. Nghe là đây. Kéo mạnh xuống dưới coi có rễ tơ dưới đây. Không, cái em kéo tiếp bên kia. Rễ tốt. Mà con thấy ha, khi chúng ta sử dụng humic Hoa Kỳ với trico humic cho cái bộ rễ cây của bất kỳ loại nào, đặc biệt cho cây lựu, cây mít đâu đó, thì bà con thấy cái lượng lông hút nó ra rất là nhiều nè bà con ha. Lượng lông hút ra rất là nhiều và cây rễ đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh luôn ha. Bà con thấy ha, sinh trưởng và phát triển rất là mạnh, nên bà con nhìn ở phía bên ngoài đây ạ. Nên là con nhìn cái phía bên ngoài là nhìn cái cây nó phát triển rất là tốt. Và anh Tơ thì cũng khá là kỹ, là anh đã gọi là ủ gốc, ủ tại vì đang trời đang rất là nắng nha, trời đang rất là nắng, anh cũng ủ rất là kỹ cho chúng ta ha. Thì chiều hôm nay thì anh sẽ sau khi đã cắt tỉa cành xong rồi thì anh sẽ tưới cái thằng ở dưới là trico humic cộng với humic Hoa Kỳ, còn ở trên anh sẽ phun siêu vọt đọt để giúp cho cây nó vọt, và đặc biệt nó sẽ kích thích vô những cái chòi mình mới cắt nè bà con. Cắt chúng ta cắt xéo và cắt vào ban ngày như thế này ha, để giúp cho cái cây của chúng ta nó không có bị tổn thương nhiều ha bà con ha.
À rồi, giờ kiểm tra độ pH đất. Ở đây Quanh nghĩ là khi mà sử dụng Trico Humic với Humic Hoa Kỳ thì độ pH đất nó sẽ tốt thôi. Rồi chúng ta đợi chút xíu, trong thời gian đó chúng ta xem những cây khác nữa bà con. Rồi để em coi cây này. Cây này nó có bị rầy nè anh ơi. Chết chết rồi ha. Ảnh cũng trước khi Quanh tới đây thì ảnh cũng đã lãi nhánh, anh lộn lãi bông ảnh bỏ bớt rồi ha bà con ha, nên là thành ra là bà con thấy không có cái sự đỏ rực. Hồi Tết chắc nó ra dữ lắm ha anh. Nói chung thì nó ra là ra ngoài á, mà con cái non á thì nó ít ra, mà cái nào già nó ra nhiều nè bà con nè. Đúng rồi, cái già nó phải ra nhiều, đúng rồi nè. Em chỉ nè, sình sâu rầy nè, nhện nè, nhện nè, thấy không, thấy cái nhện không nè, nhện nè, con sắc nhện nè, con nhện luôn nè, nè 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 nè, nè. Đó, nhà nó quậy hoài quậy dữ lắm. Rồi cái nhánh này cũng vậy, bà con thấy cái nhánh này nè đã lâu rồi bạn ấy khó bật chồi ra, thì giờ chúng ta bấm ngang đây ha, chúng ta cắt xéo ngang đây để cho bạn ấy bật cái chồi ra nha bà con ha. Như nhánh này cũng vậy, nhánh này giờ cắt ngay, giờ Quanh cắt sát dưới đây luôn nha bà con, để cho nó bật cái chồi mới ra ha. Đó, đó chợ bật cái chồi mới ra. Này ha. Đồng Tháp. Đó, dựng đứng lên là ông nội xe tàn ra đi. Đây, lấy cây này dựng đi. Dựng đứng em luôn. Nữa lấy cái cây kia kìa. Cái kia cái tính cũng dựng như đó, thấy thấy coi giờ mình cũng không biết, mà con cái là coi trên mạng á. Dạ. Rồi thấy nó dựng đó rồi tính cũng ít bữa mà cứ thấy nó khá khá lớn lớn chút là dựng đó. Dựng cho nó lên cao lên để nữa sau này nó phát triển mạnh lên, nó làm cái tược mạnh lên để cho nó trái cho nó nhiều ha. Cái này nữa là phải căng dây hết hai bên này nè. Trái nó xè ra. Thấy bên Ấn nó gửi tài liệu về thì cũng không nên, nếu cái cây nó khỏe thì anh cũng không cần căng dây. Bây giờ anh dưỡng cho cái cốt cái cành nó thiệt khỏe là nữa sau này đỡ vụ căng căng làm bộ bộ tàn. Ừ. Vậy đó, làm cho cốt cái cành nó khỏe. Có một số thằng làm cái gốc bự của thụ cũng đâu có cái gì đâu. Cũng cái cây mình vậy đó, mà cái gốc bành kia đó. Quanh đang tưởng tượng sau này ta tới Tam Nông thay gì á, người ta đi thăm cái vườn sen ha. Giờ ta đi xa thăm đồng sen, giờ thì ta thăm cái này mục rồi. Thì người ta sẽ đi thăm cái đồng lù đỏ Ấn Độ ha. Bởi vì cũng chưa biết sao rồi thành ra cũng chưa có thì đây nè, Quanh nó hướng dẫn để hướng dẫn cho anh đó bà con thấy ha, nó cũng có hơi bị ấy một chút. Nhánh này cắt tỉa luôn cho nó thông thoáng cái gốc nè, để tránh cho trường hợp là bị ảnh hưởng ảnh gì nấm đồ nó tập trung khu vực này ha bà con ha. Dễ quản lý sâu bệnh rồi luôn. Bấm đó mà, nhưng mà cũng cái là mình không biết cái thuật là độ pH đất ở đây cũng khá là tốt nha bà con nha, được khoảng 5.5, cũng tùy vị trí. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt luôn cả cây này. Này anh sợ nó quật ra đó anh Diễn, không cột lên hết trơn, kỹ dữ vậy trời. Ông này chắc ông vợ con ông cũng kỹ dữ lắm nè. Cột là như vậy nó sẽ ngăn cái sự phát triển của cái cây ha bà con ha, chúng ta đỡ cho nó thôi, chống cho nó thôi, chứ ta đừng có cột nha. Lụ này khoảng 3 tháng tuổi thôi, bà con thấy cây nó khá là ok hả bà con. Nhờ sử dụng đúng trồng đúng phương pháp và sử dụng cái hỗn hợp dinh dưỡng Humic Hoa Kỳ siêu giọt đọt Trico Humic ha bà con. Lụ đặc biệt nó hay bị nấm khuẩn thì bà con chúng ta cũng lưu ý là bà con nên sử dụng cái Trico Humic từ khúc cây còn nhỏ luôn. Đưa điện thoại cho Kiệt quay vòng vòng đi anh. Đó bà con ha. Anh, từ nãy em bấm thấy được chưa? Bấm vậy đó, thả nó ra đi. Ha. Không gài không biết nó công trình cột này. Công trình cột. Thấy nó sợi sợi nè. Không có, anh cứ chổi lên bên ngoài thôi. Anh chổi lên bên ngoài cho nó có không còn sợi dây hả? Anh chổi lên bên ngoài cho cái cây nó thở nha. Như vậy. Đây anh bấm giùm em coi. Anh kéo cái này ra. Anh thấy những cái bộ tàn của khung đó anh thấy anh hài lòng không? Bung ra đã không? Này bỏ phân bò vô nữa thì ngon, phân bò ai nha.
ai mới được nha. Trico đợt ma. Ừ, lấy cái trico đợt ma ủ rồi phải không? Ủ rồi mà nó kêu ủ có 1 tháng mà ủ giờ để rồi đó mà để. Xịt luôn cái nam thêm cái nấm khuẩn giùm em ha. Chiều nay đi Humix Hoa Kỳ Trico Humix trên phục siêu giật đọt, tuần sau xịt cho em cái nấm khuẩn này dấu hiệu của nấm nè. Xịt kệ nó, xịt ngừa đi. Nó đừng có xịt ngừa giùm em đi. Xịt ngừa giùm em nha. Đó anh nở ra thấy cây nó bự không? Túm nhỏ lại chi nó không có không gian phát triển. Nhưng sao này ngày nữa nó bung rồi cái đàn này nó lên đọt đó hay anh rồi. Bỏ hết mấy cành già rồi sao anh vô phân vô thuốc lại mấy này bắt mấy mút nhảy tược lên. Là bắt đầu anh dưỡng. Dưỡng cho nó lên thành cành chính, còn bên kia hàng kia cây này kia nãy nó có cái tược chính này anh Hùng anh mới kêu anh đỡ lên đó. Thì mấy cái tược chính thì mình dễ rồi. Có cái này nó có cành nào bị tà dưới không? Tà dưới khó vô phân thuốc lắm. Cành này nó tà phải không? Em nói anh nghe này, anh cắt tỉa cành để làm gì không? Để sau này anh tiết kiệm phân thuốc cho anh á. Như nó phung phí nó. Nó phí. Em cắt luôn em. Cắt luôn đi ha. Thế tiếc cho anh nè. Nói chung em cũng tiếc chứ bộ. Đó. Rồi nhà với anh chiều anh xà giùm em là tiếp tục là phun là ở trên phun siêu giọt đọt, ở dưới là Trico Humix cộng với Humix Hoa Kỳ. Cứ định kỳ vậy, còn vô phân bò được thì vô phân bò giùm em. Vô phân bò xong rồi mình ủ lại, mình tủ lại ha. Rồi tưới lụ thì tưới từ từ thôi. Chứ tưới ít ít nước thôi chứ không cần phải tưới nhiều nước. Còn bờ đê kia vẫn trồng được, mà miễn sao tưới nước đầy đủ cho nó là được ha. Rồi những cây bên kia thì nó cũng tương tự như vậy đúng không? Cũng tương tự mà có một số thì nó tốt, một số cũng chưa được tốt lắm. Cây nào chưa tốt nếu anh có điều kiện thì anh phun tưới giùm em siêu dưỡng cây, kiểu hai lần là cây nó sẽ tự phun ra, phun mạnh ra, rất là mạnh. Phun mạnh ra. Còn cây này thì cỡ chừng khoảng nay 3 tháng rồi. Cỡ chừng 6 tháng nữa là bắt đầu anh thấy cây nó bự rồi. Là bắt đầu mình cho để trái được, mà để khoảng cây vậy khoảng 2-3 trái. Thì khi mà cây mùa sau nữa là nó sẽ cho nhiều trái hơn. Còn mùa đầu tiên mình sẽ, trước hết là mình để mình đi kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là mình cho cái cây nó dưỡng sức. Mình lấy trái trước để mình chào hàng trước cái đã, rồi sau đó mình sẽ ấy tính. Thì cũng tính để cả năm á, đi dạ. Để trái. Mà có một cái thì cà chua hả? Trước mắt thì cũng dạ. Chưa biết sao rồi cũng còn chứ đang... Anh thấy cái vườn lựu như vậy thì đã rất là ngon rồi, ok rồi. Thôi anh ở đây với mọi người, em vinh diễn đi tham quan một vòng để chia sẻ cho những quý bà con khác, chúng ta cùng tạo ra một cái vùng gọi là trái lựu để mà mình có thể là thương mại hoặc xuất khẩu nó dễ hơn. Cái này vườn này là đang cái nào năm chấm năm năm đẹp được đẹp. Này là ok rồi, anh chị cần tưới thêm vài lần nữa là nó lên rồi. Dạ anh thấy không, cái gốc lụ của anh nó bự chà bá không, nó nở gốc ra thấy không, nở gốc ra cây nó khỏe nè. Nè ví dụ như mấy cái cành này nè anh nè, anh là anh chiều á, anh rảnh á, mát nha, mát chiều, đừng mát quá nha, đừng chiều tối quá nó không còn nắng. Anh bấm những cái cành sát mặt đất vậy nè để mình dễ vô phân thuốc anh nha. Đó cánh mấy cầm sát mặt đất vậy đó. Cái nào mình không cần là mình cũng ba bấm đi chứ để phí nó. Nè, cạnh tranh dinh dưỡng. Dạ, đúng rồi đó. Đây nè bà con ha, đây là lựu đỏ Ấn Độ. Ha bà con ha, lựu đỏ lùng Ấn Độ nên bà con thấy tốc độ phát triển của cây 3 tháng tuổi nó rất là nhanh. Và cái tược của cái cây này nó rất là ok ha bà con ha. Nên là khi mà chúng ta trồng á là chúng ta trồng lựu nó dễ, vô cùng dễ luôn. Quan trọng là chúng ta quản lý sâu bệnh đồ này kia cho thiệt là tốt là ok ha bà con ha. Còn bà con hay hỏi quanh á là phân thuốc cho cây lựu đỏ Ấn Độ là đi phân thuốc gì, thì thiệt dễ lắm. Nãy quanh cũng chia sẻ lúc nãy với anh Tơ là bà con có phân bò ai thì chúng ta bỏ xung quanh tán của nó ha một phần. Rồi sau đó là chúng ta định kỳ là đi Trico Humix cộng với Humix Hoa Kỳ. Phía trên đó là phun siêu giọt đọt và kết hợp với quản lý sâu rầy. Đặc biệt là chúng ta phải quản lý sâu rầy tại cây lựu nó phát triển nhanh lắm. Cái được nó ra liên tục mà bà con không có xịt sâu rầy là nó ăn cái tược của mình nha. Mà thấy lựu đỏ mà cái sắc tố đỏ của nó nè. Sắc muốn con nhện luôn. Sắc tố đỏ của nó nè, cực kỳ đẹp ha bà con ha. Rất là xinh ha bà con ha. Mời quý bà con chúng ta đi một vòng ha. Trời đang rất là nắng. Quanh với anh Diễn là ướt áo hết trơn. Thấm mồ hôi ha. Đây thì dĩ nhiên là trong một khu vườn thì sẽ có cây tốt, cây không tốt, nhưng mà nhìn chung á thì là cây nó sẽ đạt được cái kích thước rất là ok. Đây bà con ảnh thấy sót nè. Bông nè. Bông lựu đỏ nè, bà con thấy thấm đỏ luôn thấy không? Thường thường lựu đỏ đủ sức nó sẽ ra 3 bông một chùm. Bông dính giữa nó sẽ thụ phấn ha. Cho hai cái bông kế bên. Bông giữa là bông đực, nó sẽ thụ phấn cho hai cái bông kế bên.
hai cây bị đai ha. Đây bà con thấy nè, cây nó rất là bung tàn và anh cũng khá là kỹ, anh cột lại nhau, mà khi bà con cột cây lại vậy nó hạn chế kìm hãm sự phát triển của cái cây. Rồi bà con nhìn chung ha, đây khu vườn này là 150 gốc lựu ha bà con ha, 150 gốc lựu khoảng được 3 tháng tuổi và cây đang phát triển rất là tốt theo quy trình mà bên phía siêu thị cây giống cung cấp, và những cây giống này cũng là do siêu thị cây giống chúng tôi cung cấp luôn. Và lựu thì hiện tại bây giờ đang có cái chúng tôi đang quanh cùng với các anh chị đang gọi là tạo một cái nguồn, cái vùng nguyên liệu thiệt là mạnh để chúng ta có cái số lượng, cái năng suất nó cao, hai cái sản lượng nó cao, để trước hết là cung cấp cho hệ thống siêu thị, hệ thống cửa hàng trái cây sạch, và sau đó anh sẽ xuất khẩu ra nước ngoài. Và bà con cũng biết được rằng lựu là một trong những cái loại trái cây có rất là nhiều vitamin, và nếu mà nói về cái giá trị kinh tế của cây lựu thì nó có cho trái rất là nhanh, rất là dễ trồng. Dễ trồng hay không thì từ nãy giờ bà con thấy cái vườn này thì bà con biết rồi đó. Và cái quan trọng nữa là lựu nó rất là ít tốn phân thuốc.